Thứ năm là như vậy, là ông Huệ có hai chồng người bạn từ Texas qua. Anh gặp ở nhà ông Huệ thì ông đi hạnh với anh Huệ muốn không là mời lại nhà anh chơi chỗ ông Huệ thì là nhà anh ba trong phải nhà anh Huệ không? Dạ, có cây đâu chơi lại cây bự đúng rồi, cây bự rồi cây nước rồi, đúng rồi thì nó đường gần con lũi rồi đó, đúng rồi, quan trọng bạn ngồi ngoài nó mưa lạnh ai làm cho anh đang mưa hình như ở lũi rồi, ngày thứ năm nó dự báo mưa mưa lên Tài là 7 thì con hai chồng thằng không phải hai chồng thằng A Lục lên để thanh tra cái cây bưởi lúc này nó như thế nào còn nghỉ chậu chậu nhưng mà nó em không em nhưng mà bạn trời về để chỗ tới chỗ giờ vô chỗ là con theo con là con thú được bữa về là con thú luôn được rồi đang thú không chờ chưa làm thứ gì mà nó em hơn mà để được rồi đó anh biết ý con lắm là vậy nó hiện dạng bài thứ ba là thứ ba nó thuộc sở thuộc cho nó để chúng ta sao nó làm hai mà thiếu mình mới để có người như để trong chậu cho nó ra rễ nhiều đó xuống với lại cái ngày mùa lạnh còn mưa đúng rồi để ra rễ chỉ để mà bà đảo nó cũng cứ để ra cứ để trong chậu mình để cứ để trong chậu sao nào vậy này cậu từ chậu cậu xuống thì nó tắt thêm lần nữa không ăn nó luôn cái chậu nào biết rồi có dạ 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 anh đã để trong cái chậu rồi để luôn cái chậu xuống đó không trong tương lai mà anh đã đào cái lỗ đó không, để chỉ cắt đi đít thôi không mà cây của anh cái cây mà trồng cái chậu vậy nè trước khi ông ấy đó không để nó ngã vậy nè mà phải khô vì ông tưới nước nó dính vô cái chậu không để khô không để ngã là lấy cây nhặt kéo rẹt ra em lấy kéo cả trăm cây rồi em lấy cái búa anh quá anh lấy cái ấy đó cái cây để tôi về pho đó dạ tôi lấy tôi về pho anh cứ gõ vậy nè nhưng mà chắc ăn á lại cắt cây lấy còn dưới cái đấy dạ bác cậu nói cửa này mà cậu nói cửa này mà con biết mấy cậu ở ngoài con làm chắc cũng cái đích cũng quay lại con quay cái chai đỏ kìa cậu xin chào 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 không có uống được nhưng mà được quá ngon luôn ngon không ngon không giờ mấy ông uống sách đâu hả chị hả ba chai mượn cái chai đó ngon hay vậy anh ba chai mượn cái chai đỏ đã ha chiếc mở nè mấy cái kia nhiều quá mua cái này tới dạ cảm ơn cậu lắm cái này đẹp quá dạ wow cái này lần đầu tiên mới thấy cái vỏ vậy luôn á ở bên Pháp bên Pháp hả
Wow, quá trời đẹp luôn cậu. Uống cái rượu nhưng mà chừa chừa cái vỏ lại ha. Ờ có cái mèo gì nó mới đem lại. Dạ dạ. Gái mèo của ba đâu, đưa cho ba đi con. Mèo gì ăn cho hối con mèo. Cậu lắm, hôm nay là ngày gì cậu lắm? Hôm nay là birthday của chú bác. Dạ. Chú ba hôm nay là đúng 75 á. Dạ. Đúng là chúng ta vậy. Không, đúng ra là ngày 22 tháng 12. Nhưng mà tại... Thì anh sinh ra 43 hả? Bữa năm sau đâu rồi? Anh 43 là đến 44. Khai bớt, bữa vậy mà đi học. Bữa tình cờ thôi, kêu hôm qua đúng rồi. Đúng rồi, bảy sáu. Mà có em đi lỗ. Lỗ gì muốn phê mà lỗ. Em đâu có an tâm. Ôi vậy hả? Lỗ. Bình thường con ăn là đi có phê là lỗ rồi. Kêu tôi mở ra ăn ngồi không bực rửa tôi. Miệng nó ăn còn mạnh lắm. Ờ con ơi. Cái món này con làm ha, đứng nó ngon. Bữa nào anh hẹn đi. Đã cái nào ngon này con làm. Thì bữa nào mà em lên rồi anh Quẩy với em ba anh em đi lại chỗ coi thằng cá khoai đó. Đâu rồi, đâu rồi, trời ơi, đau quá. Hello, hello. Đủ mặt hết trơn rồi nè. Bữa nay đi quay ai dữ rồi. À, bất ngờ đi bất đề của anh bà Hiển về chỗ Lý Thanh Hưng á. Hãng nước mắm Lê Thanh Hưng nhớ không Giang? Nhớ chứ, nghe chỗ có cái điều mà. Hả? À, đúng rồi. Đầu đường đó không có cái điều. Lê Thanh Hưng nhớ. Không ngờ hôm nay gặp đông quá vậy ha. Mấy chú Merry Christmas. Merry Christmas. Chuẩn bị trở về ha. Hồi nãy có thử chưa? Ok. Tưởng là hãy được thì trở về đặng trở luôn. Hello boy ca. Đúng mặt ha. Đúng mặt. Kem. Kem. Mắc cỡ gì mấy anh. Quát cái bình, quát cái bình.